No one's coming. No one. No one's coming to push you. No one's coming to tell you to turn the TV off. No one's coming to tell you to get out the door and exercise. Nobody's coming to tell you to apply for that job that you've always dreamt about. Nobody's coming to write the business plan for you. It's up to you. Đã bao lâu rồi bạn chưa ngủ trước 2-3 giờ? Thức khuya rất hại, nhưng thành công chưa bao giờ là dễ dàng. Để mua được ngôi nhà 2 tỷ đến năm 35 tuổi, các bạn phải tiết kiệm 35 triệu một tháng. Để đạt mức lương trên 40 triệu một tháng, các bạn phải giữ các chức vụ chuyên viên đến giám đốc, giỏi hơn rất nhiều người. Vậy nên hãy cố gắng từng bước một. Đỗ đại học chính là bước đầu tiên, cơ hội đầu tiên. Hãy tận dụng nó thật tốt. Đừng để một bản thân năm 35 tuổi phải hối hận. Chỉ mong hai chữ, giá như. Those times when you get up early and you work hard. Those times when you stay up late and you work hard. Those times when you don't feel like working and you don't want to push yourself, you're so tired, but you do it anyway. That's actually the dream. That's the dream. Chị thấy rõ ràng là khi con người ta phải trải qua, phải ý thức được rằng là cuộc đời chúng ta rất là hữu hạn. Chúng ta cũng không biết được rằng là chuyện gì sẽ xảy ra và mình có thể tiếp tục nó cái cuộc sống này bao lâu nữa. Cho nên là hãy mỗi lần mà mình áp lực quá, mỗi lần mà mình cảm thấy mình chơi vơi trên cái hành trình của mình quá, hãy nhớ rằng là mình đang rất là may mắn. Mình có gia đình, mình có tuổi trẻ, mình có sức khỏe, mình có rất nhiều thứ so với những bạn ngoài kia đang khao khát. Cho nên hãy quý trọng những gì mình đang có và nỗ lực thật nhiều. Đừng bao giờ vì sự lười nhác của bản thân ở hiện tại mà cho rằng là cái mình đang phải vượt qua là nó rất lớn, mình không thể vượt qua được. Mà hãy bình tĩnh và mạnh mẽ để có thể chinh phục được từng cái chán nản, từng cái trì trệ mà mình đang có. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now, 안녕 모두 모든 순간들 네가 있었던 그 기억에. Cuộc đời con người chỉ có đúng 3 ngày, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua đã qua rồi, ngày mai thì chưa tới, còn hôm nay vẫn đang diễn ra, là thứ duy nhất ta có thể nắm chắc trong tay. Chúng ta không thể vãn hồi chuyện mình từng làm sai trong quá khứ, cũng chẳng thể nhìn trộm những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Điều duy nhất mà ta có thể làm chính là không lưu luyến quá khứ, không e sợ tương lai, không buông bỏ hiện tại. Bất luận quá khứ, hiện tại hay tương lai ra sao, chúng ta chỉ cần làm tốt những chuyện mình nên làm, sống cho hiện tại và tiếp tục kiên trì với lý tưởng. Thì bây giờ mình không xinh, mình không giàu, mình không giỏi thì mình càng phải nỗ lực thôi, làm gì có cách nào khác đâu. Bây giờ chẳng nhẽ là mình đã không xinh, mình đã không giàu rồi, mình lại còn lười nữa, mình lại sống không có kế hoạch nữa thì chịu rồi. Bây giờ là mình phải như nào? Mình phải lên cái kế hoạch cho cuộc sống của mình để mình thay đổi cuộc sống của mình. Mình có thể không sinh bây giờ nhưng mà mình sẽ sinh trong tương lai. Mình sẽ cải thiện bản thân mình nhiều hơn, mình sẽ chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Mình sẽ dành thời gian để làm những cái điều tốt đẹp và suy nghĩ về những cái điều tốt đẹp để ít ra mình có một cái tâm hồn đẹp. Điều đấy nó còn quan trọng gấp nhiều lần so với một ngoại hình đẹp. Là ví dụ em học em thấy áp lực, em thấy mệt mỏi lắm. Ok em gục ngã đi, em gục ngã để thằng khác nó dẫm lên em, nó chà đạp lên em để nó đi lên thôi, đơn giản mà. Cuộc sống mà em không cố gắng thì người khác lại dẫm lên em thôi. Liệu em có muốn làm bàn đạp cho người khác không?